Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà tiếp tục sẽ chia sẻ cho quý vị cái dĩa cơm chay rất là thơm ngon, đơn giản dễ làm. Món này là có tên là cơm chay bồ đề. Đó, mình thực hiện rất là đơn giản quý vị. Đó, thì thực hiện như thế nào? Cần những gia vị gì để cái dĩa cơm của mình á nó thơm ngon bổ dưỡng, nó cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như là rất là ngon miệng quý vị. Nó cơm thì nó vừa ăn kết hợp với những cái loại như là dưa leo, cà chua. Đó, đặc biệt là cái miếng sườn chay của mình á ướp gia vị như thế nào để nó ngon thấm vị, ăn cùng với cà gót và nấm. Thì mời tất cả quý vị vào bếp để thực hiện cùng mình nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu cơ bản nhất mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước để chúng ta thực hiện cái món cơm chay bồ đề đơn giản. Quý vị chuẩn bị gì cho mình á? Cà rốt hay là củ cải đỏ. Bên cạnh đó mình có sử dụng hai miếng sườn chay và một cái nấm đùi gà. Một dĩa thì mình sử dụng là nửa chén gạo nha quý vị, là vừa một dĩa cơm của mình. Bên cạnh đó mình có sử dụng đậu phộng đã rang sẵn và các gia vị thì gia vị thông thường thôi, chẳng hạn như là đường, muối, bột ngọt, dầu hào chay, nước tương, tương ớt và dầu ăn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay và mình thực hiện nha quý vị. Trước tiên thì nấm đùi gà này mình đã mua về, mình đã rửa sạch với cái vòi nước và cắt bỏ những cái phần bẩn ở dưới chân đó quý vị, và rửa thiệt sạch rồi mình để gáo. Rồi sau đó mình cắt làm đôi. Tiếp theo thì cái phần củ cải đỏ hay là cà rốt, quý vị cũng có thể sử dụng cái củ cải đỏ lớn cũng được. Thôi thì nếu mà có mua được củ cải đỏ nhỏ như vậy nè thì chúng ta làm nhìn nó đẹp mắt và nó ngon ha. Thì mình sử dụng dao hai lưỡi, mình gọt cho nó nhanh. Những cái củ này nè, mình để vô mình ăn là vừa miệng luôn quý vị, khỏi phải cắt gọt nhỏ nhỏ nữa. Rồi bây giờ mình để nó một bên ha. Tiếp theo, nếu quý vị nào ăn thuần chay thì chúng ta khỏi sử dụng hành cũng được. Đó, mình thì mình sử dụng mình ăn hành được hết quý vị. Cái phần hành lá thì mình sử dụng được. Thì hành lá này thì mình cũng cắt nhỏ luôn. Giờ lưu ý là cái phần sườn non chay này mua về thì nó cứng lắm quý vị. Mình ngâm khoảng 30 phút thì nó đã mềm, đặc biệt là những cái đường bên đây nè. Vị ngâm cho nó mềm hết luôn ha. Ngâm trong ngập nước trong nước lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu cơm. Rồi mình một dĩa thì mình sử dụng là nửa chén gạo ha quý vị. Nửa chén gạo. Thì mình nấu cơm cũng bình thường thôi. Trước tiên là mình vo gạo. Thì các bạn vo khoảng 2 nước. Mình bỏ đi những cái tạp chất trong gạo ha. Đó, mình vo bỏ khoảng 2 nước ha quý vị. Rồi chúng ta mới để vô bắt đầu chúng ta nêm nếm gia vị. Rồi sau khi mình đã vo gạo sạch rồi, bây giờ quý vị cho mình ở đây là một muỗng hạt nêm chay từ nấm. Tiếp theo thì quý vị cho mình vào đây là một muỗng, cái này là nước tương ha. Nước tương thì chúng ta chọn cái loại gia đình mình hay dùng, loại nào ngon ngon đó quý vị thì mình nấu nó sẽ ngon hấp dẫn. Tiếp theo thì quý vị cho tương ớt hoặc tương cà vào đều được. Rồi mình cho một muỗng luôn ha, mình trộn đều lên nha quý vị, cho cái phần gạo nó thấm đều gia vị. Rồi sau khi mà chúng ta trộn đều lên rồi đó, thì mình cũng cho thêm một xíu muối vào nha quý vị. Muối thì chúng ta đừng có cho nhiều, cho một ít thôi, dằn nhẹ thôi, tại vì mình đã cho nước tương rồi. Thì các bạn cứ để khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu nha.
Ừ, rồi mà trước khi đó thì chúng ta cho nước vào, cái lượng nước thì cho bình thường như mình đánh nấu cơm hàng ngày ấy, quý vị. Ừ, là khoảng mình thì thường nấu cái loại gạo này á, mình nấu khoảng một lóng tay là vừa đó. Rồi bây giờ mình cũng cho cái phần cà gót hay củ đỏ, cải đỏ vào, nấm vào luôn, để khi cơm chín quý vị thì cái phần cà rốt này cũng chín và phần nấm nè nó cũng đã chín luôn nè quý vị. À, rồi lúc này á, thì mình sẽ bắt một cái chảo lên. Nếu quý vị mà tận dụng thời gian thì lúc mà nấu cơm á thì mình bắt cái chảo lên để mình bắt đầu mình chiên cái phần sườn non này luôn. Thì lưu ý là cái phần dầu nhiều nhiều chút xíu thì chúng ta chiên á, cái phần sườn non chai nó sẽ rất là giòn. Và lưu ý lúc chúng ta chiên đó quý vị, chúng ta hãy đảo đều nha, cho cái phần sườn non chai của mình á nó thấm vào, nó vàng đều hai bên để tránh bị khét. Rồi bây giờ được rồi nè, nó vàng đều hai mặt hết. Bây giờ mình sẽ gấp gang đó quý vị, rất là giòn quý vị. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần hành lá vào, cái này là gốc hành nha quý vị, để mình phi, nếu không thì quý vị có thể sử dụng củ hành tím cũng được, mình phi cho nó vừa vàng lên là được nha quý vị. Quý vị sử dụng hành bo rô cũng được nữa, gốc hành bo rô cũng được. Rồi mình phi thấy nó lên mùi thơm thơm là được. Tiếp theo thì mình sẽ cho dầu hào chai vào. Nếu quý vị không có dầu hào chai thì mình sử dụng nước tương cũng được ha quý vị. Rồi dầu hào chai thì mình hay mua ở mấy cái tiệm chuyên bán đồ chai á thì người ta sẽ có bán nhiều hơn. Lúc này nếu mà quý vị nào không ăn dầu nhiều quá, chúng ta bỏ bớt cái lượng dầu rồi chúng ta hãy để hành lá vào cũng được. Đó, sau khi cho dầu hào chai vào thì mình cho một muỗng đường nhỏ nha. Đó. Nước thì mình cho thêm 2 muỗng. Rồi lúc này mình để lửa riu 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 cho cái phần hỗn hợp này nó sôi lên nó quý vị. Đó, giờ mình cũng đảo đều luôn. Để dầu nhiều thì chúng ta ăn nó sẽ béo hơn. Nếu mà cô chú anh chị nào mà không thích ăn dầu mỡ nhiều thì chúng ta giảm bớt lại cái lượng dầu và chúng ta hãy cho dầu hào cũng như là đường và nước vào. Đó, chúng ta để cho sôi lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần sườn non chai của mình vừa chiên giòn vào đó quý vị. Đó, thì chúng ta đảo hai mặt. Chúng ta để lửa nhỏ nhỏ đó quý vị. Đó, trở qua trở lại cho nó thấm hết cái phần dầu hào mà mình vừa làm cái nước sốt nè, nó thấm vô cái phần sườn non chai này. Quý vị xem nè, khi mà chúng ta ăn vô á, ta cắn vô thì ở ngoài nó sẽ rất là giòn. Ở trong thì tại mình để dầu nhiều á, nó sẽ tôm dầu ra, rất là béo và ngon. Rồi, như vậy là được, chúng ta sẽ gấp ra nha. Rồi lúc này á, cơm của mình cũng đã chín xong rồi, bây giờ mình cho ra dĩa thôi. Đó, những cái cà gót nè, nấm nè, nó cũng đã chín rồi. Vậy cái phần mà chúng ta trang trí á quý vị có thể sử dụng một cái chén. Chén lớn thì mình sử dụng một chén ha, còn ở đây mình sử dụng cái chén nhỏ. Thì mình sẽ làm hai chén hoặc là ba chén, mình ém cho nó cứng cứng chút xíu rồi mình sẽ cho nó ra dĩa đó. Các bạn nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi ở đây bữa nay mình làm hai chén nha. Nấm thì mình cũng đem ra mình trang trí, mình để một bên luôn. Cà gót cũng vậy luôn. Nếu mà quý vị sử dụng cà gót lớn á thì chúng ta cắt nhỏ ra.
Rồi bây giờ mình sẽ đem sườn non chay mình vừa chiên và xót cho hào ra nha. Dưa leo thì quý vị có thể cắt dưa leo còn sống để ra. Còn cái này mình có dưa leo á, dưa leo mình ngâm nước mắm chay nè quý vị. Nó rất là giòn ngon, mình đem ra luôn. Cà chua cũng vậy, nếu quý vị sử dụng cà chua bi hay cà chua lớn gì cũng được thì tùy. Đó thì mình bây giờ mình cho một xíu đậu phộng đã rang vàng lên ha. Mình để ở trên luôn. Đó, một cái dĩa cơm rất là đơn giản nhưng mà rất là chất lượng đó quý vị. Rồi mình cho một xíu tiêu lên cho nó thơm. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái món cơm chay Bồ Đề. Thơm ngon, đơn giản và rất là dễ làm tại nhà quý vị. Đó thì về cái phần rau củ á thì quý vị thích cái phần nào thì chúng ta có thể thay thế vào cũng được. Chúng ta có thể ăn với salad, dưa leo, rau sống chung cũng rất là ngon và đơn giản dễ làm nữa. Thì cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà trong suốt thời gian qua. Nếu thích hãy nhớ ấn đăng ký kênh để khi nào mình có video mới á thì quý vị có thể xem đầu tiên và ủng hộ mình bằng cách like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.